Ba dậy em tập ỉa vào buổi sáng. 1, 2, 3, hít rặn, hít rặn, hít rặn. Ok, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của mình ấy mà. Anh em có nghe có cái tiếng thì nó sột soạt trên mái nhà không? Hiểu luôn anh em ơi. Ủa mà sao cái góc thùng công này lại bị anh Gena sửa lại ta? Bữa trước hình như là mình nhớ mình vẫn nhảy vào được cái thùng này mà nhờ. Thôi để mình đi lút đồ đi. Tí nữa mình sẽ kiếm ông keo chúng ta lên cái nóc nhà trường học mới này xem như thế nào. Mình không biết leo lên nó có tốn mất 6 quả bom keo như trước không nữa. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó có chia gác lửng nữa đấy anh em. Úi, như bên dưới có người này, bên dưới người này. Mình nghĩ là chắc tốn tầm 3 quả thôi là chúng ta lên được cái nóc nhà rồi. Thôi rồi, mình nghe tiếng chân gần. Bên đây. Anh trai chạy qua bên bên nhà L này. Chạy đâu vậy anh trai? Xin nhảy cái đầu liền. Ôi, tính ra là cái cây AK này mình quay hôm bữa. Đến bây giờ mình mới cầm mình bắn thử này anh ơi. Cây AK rồng vàng này, gọi là cây AK rồng vàng em nhá. Thay vì rồng xanh hay là rồng lửa thì chúng ta có cây AK rồng vàng này. Ui, đây có bóng keo này. Biết đủ keo để chúng ta lên nóc nhà chưa ta? Từ bên dưới lên trên có thấy cái xác bên trên đây này anh em. Mà mình xuống bên dưới là mà vẫn còn đồ. Mà không hiểu sao mới thấy thế này, này kiểu bắn nhau xong á. Bắt đầu hả, chạy đâu mất tiêu hết rồi này. Sao cảm giác dạo này khu cổng trời mới này nó cứ bị ma ám hay sao anh em à? Cứ mới đầu nhảy là thấy có con người nha, về sau chạy lại không thấy ai hết. Thần kỳ vãi cả trưởng đó này. Ôi, lút nãy giờ không được quả bom keo nào luôn ta. Khu này có người lút đồ rồi anh em ơi. Mình đang cần thêm một hoặc là hai quả keo nữa để mình lên cái nóc nhà trường học. Mà bây giờ còn có 23 người đấy. Chạy nãy giờ một vòng trên cổng chờ chạy xuống đấy. Mà cuối cùng là hả không gặp ai hết. Hello anh trai nhá. Làm gì? Thế may động gì vậy ta? Núp trong đây. Ấy, nó có bắn mình. Láo này. Ấy à, đặt bom keo chỗ đấy. Ui, thế này anh xong rồi chứ còn gì nữa. Thế nên này tự dưng sao lại núp trong hồ xí nhở? Núp đâu không núp trong hồ xí làm gì? Còn gã tiếp bắp gì đây? Không ạ. Dám núp xong quay qua bắn thằng phè như vậy là không được rồi. Nãy mới đầu mình cũng tính không bắn đâu. Từ giữ thanh niên bật choro lên quay lại sấy mình chứ. Trông nguy hiểm phải cả trưởng đây em ơi. Mà thấy tí nữa thằng cũng nghèo vãi. Chắc là nhặt xong căn nhà L với lại nhà C bên dưới xong bắt đầu vô đấy ngồi thủ ạ. Vãi pro. Ở rồ núp danh và cái ghét ấy. Chứ đồ mình có tí tí xuống rồi. Ui thơm. Đây. Bây giờ mấy anh trai trên cổng trời mới chịu xuất hiện này. Nãy thì từ có thằng em bơ rồi. Nãy thì mình chạy lông nha lông nhông không ai chịu xuất hiện đâu. Lúc máu đầu đi rồi có mày anh chạy vào đây có vụ lên đầu chịu. Ui giời ơi, viên thứ ba lên đầu mấy viên kia lên người em ơi. Bắn nhau với anh trai ở góc bên đây vậy ta. Đâu rồi, bên bom keo xanh à? Bom keo xanh xa mà mình tưởng bom keo xanh gần. Chạy đâu vậy? Ui đúng là xài AK rồng vàng tăng 2 và sát thương nó có khác anh em. Bắn hai viên vào đầu như là viên đầu tiên vào đầu không biết mũ mấy anh em nhá. Mà mình nhìn thấy hình như là 198 tiết á. Ui AK tăng hai vài sát thương thì này là hỏng rồi. Không được rồi. Ui, hình như là mình có được 3 quả keo này anh em. Để lúc xác này xem có keo không. Bắt cua cái nhẹ này. Bắt cua xương xương. Ấy à, uầy, thế thì tầm 3 quả là mình lên được cái nóc nhà rồi này anh em. Trời ơi, đẹp luôn. Ui, nhưng mà có vẻ là nó nhảy hơi khó mời. Cái đầu trên cái mái nhà nó bị bè ra này. Thế nên chúng ta phải nhảy kỹ hơn một chút xíu. Đấy là mình nhảy hơi lỗi này, từ rút kiệm. Đấy, rồi, chuyên nghiệp liền. Đâu rồi, đây rồi. Hello, chào anh trai nhá. Nãy là đầu chặn em đí anh rồi đấy. Để mình sẽ làm hành động ngào lòi để thịt anh trai này. Ấy, từ làm lại anh em. Làm lại đi để chúng ta làm một viên trước. Thôi cầm AK này. Ấy, chuẩn bị một pha hành động one shot cho anh em xem này. Ấy, được ngay, sỏ xin nhá. Rồi, ui mà bây giờ cái bom nó không đổ em ơi. Để mình check bên dưới. Vừa bảo cái bom bên dưới khu dân cư chạy bom lên thì gặp một chị gái này. Ấy à, chị gái phản đam kìa. Xịt, xảy lúc kia. Ấy, đâu. Xảy lúc kia nổ, ui. Gà đặt bom keo rồi. Pha đấy lấy chỉ gà chạy thẳng lên mình sấy không được vào đầu bên nào kìa. Ui. Ui vào được gốc keo được phí cái mạng đấy thế nhở. Lấy ra cái kill đấy là cái kill headshot. Mà mình bắn lỗi quá. À đây, có quả lựu đạn này lì xì cho chị gà cái nhẹ này. Ấy à. Nó. Chạy kìa. Chạy đâu chị ơi. Đi đâu đây. Ấy.
Mẹ, cái góc này nó khó bắn quá anh em ạ. Ôi, từ 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 từ. Hình như có một thanh niên khác chạy lại phải. Nếu như đoán không nhầm. Thế là có một chị gái với là một anh trai đó ở góc này. Ấy à, anh trai này, sao chạy đây? Đứng, ấy, múa múa cái gì đây? Chủ tịch tính thể hiện lối bước về về sau để vút tâm dễ hơn à? Nhưng mà vút tâm này là vút tâm ra sảnh chờ rồi anh em ơi. Vút tâm này là chết rồi. Từ còn một chị gái bên dưới nữa. Xem chị gái rình rình góc nào nhở? Đâu rồi? À đây kìa 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 ơi. Đây rồi, hello chị nha. Chào chị. Chị vẫn còn làm ở công ty cũ chứ? Chị chạy ra góc bên đây này anh em. Rồi mình có lên nhảy xuống đơm chị luôn ta. Chị có còn đi sớm về khuya hay đồng lương vẫn không hề đủ? Như là chị không được các đồng nghiệp cũ hỏi thăm anh em ơi. Hay là đồng lương không hề đủ nhờ mà chị gái vẫn chạy lo qua bên dưới nhỉ? À thế chạy ngoài là đây rồi. Chờ cái bo thu bắt đầu mới chạy ngoài lấy góc rình thằng phèn đẹp trai đúng không? Chạy đâu đấy? Rồi anh bật chỗ đó lên. Ý à? Chị gái sao đứng đầu sẽ sấy thế? Chạy đấy chị ơi. Trời, chị này cũng kiểu tự tin là mình cũng có chỗ rô, cũng lùi bước về sau để vút tâm rõ hơn đấy, à đâu dễ hơn đấy. Nhưng mà vút tâm phải vòng chỗ rô là hỏng rồi anh em ơi. Để mình nút sang trai để xem gì cũng lại. Uầy, tính ra trên máy em nhé. Đâu đấy? Một thanh niên liều mạng dám cà kiện phải đẹp trai. Thôi, xong nó bị đứa khác cam bo luôn kìa em ơi. Để mình nhặt đồ cái nhẹ đã rồi chúng ta chạy thẳng về đơm với kia luôn này. Ấy à, bó đốt đau ạ. Ấy à, bó đốt đau mời. Ơ, trai kia làm gì đấy? Ấy à, chạy ra nằm lút cái cầu luôn ạ. À, hai đứa kia nó vẫn có bắt ngoài bo kìa anh em. Được rồi, nãy không biết thanh niên là dám cà kiện thằng phèn ở ngoài bo anh em à. Để mình quay lại mình xử luôn. Dám cà kiện thằng phèn đẹp trai quai không? À, tao quai rất là to. Bọn phang nhau bên đây. Ui, bọn cặp cửa sụp cun vả nhau. Chết đấy, ôi xin nhá. Trời ơi, xin anh em ạ. Không biết đấy có phải là thanh niên cà kiện mấy hôm trước. Mà thôi, chúng ta clear được cả hai là ngon rồi. Clear được một đứa là ok rồi đó. Để rút đồ cái nhẹ này. Ôi xòi ôi. Uầy, nhặt xong mấy cái xác bây giờ mình có 35 quả keo làm gì được giờ anh em ơi. Cái tháp thung lũng thì nó ở khu vực ngoài bo rồi. Ấy ấy ấy, ơ sao lưng. Ý, xịt mẹ, nãy rõ nghe có tiếng đổ súng không bao giờ ngờ là có người thật đấy mà. Chạy chạy núp sau kìa. Ui, như núp góc này anh em, núp góc này. Ơ, không đúng luôn kìa. Ui, hai viên barret như xịt vậy. Thế làm gì đấy? Quang lựu đạn thế bạn xong rồi còn nữa. Hello nha anh nhá. Ui giời, trên tay vẫn còn cầm lựu đạn thế này là hỏng rồi. Xin ấy thử để mình ra xác nó sơ rút xem. Ấy đâu ra có cái sau lưng vậy? Đâu đấy? À, một chị gái mời bắn vào. Ấy ấy, ơ xuyên keo hai la này mời. Uầy, pha nãy mình ke trúng cái gì ta? Xuyên keo nhẹ này, xuyên keo phát nữa. Ấy đùa chứ sao bắn xuyên keo thế không dính bên nào nhở? Vô lý thật, chắc hồi nữa mình cũng phải mang theo kỹ năng Moco á. Để lâu bắn cây barret này để còn biết vị trí chứ. Để nó rút đồ, à sang chai cái nhẹ coi. Lút thêm đạn tiểu liên liền. Uầy, có mình mấy quả keo kìa. Mẹ, nhưng mà bây giờ mình nhiều bom keo quá anh em ơi. Và bo còn có 3 người à, bo xuống bên dưới nhà xe nữa. Không có đỉnh cao là để cho, ấy thì có một chị gái ở góc bên dưới này nhá. Chị gái đi đâu đấy? Nào, ngồi im cái chân lên. Đúng rồi. Lùi ra góc đây một chút xíu. Đúng rồi, đúng rồi, ngân tạng. Xin nhá. Rồi bây giờ chỉ còn một anh trai cuối nữa thôi anh em ơi. Tự dưng chị ngân sẽ lại ngồi ngay góc cây xăng ấy ta. Sao trong nhà gỗ thì kín đáo không ngồi, cứ ngồi thả rông ở đấy là hỏng rồi mời. Từ để mình chờ cái bo năm thôi xem coi. Nếu mà nó đổ vào cái trụ điện này mình sẽ lên cái góc cao nhất của trụ điện này thủ này anh em. Bây giờ chờ bo năm cái đã. 36 quả keo mà bây giờ không biết làm gì luôn đấy. Xem bo năm vào đâu đã rồi chúng ta tính này. Muốn lên ngọn cây lắm ấy nhưng mà ngọn cây bị Gana fake rồi. Ấy mà mình không biết đây kìa thằng cuối bên dưới kìa anh em ơi. Mình không biết là cái map mới này anh Gana có fake cái ngọn cây không. Bắn anh trai này cái nhẹ viên đã này. Ui cái bo xuống nhà xe kìa. Để mình xuống mình lấy cái góc nhà xem nhá. Cam cho anh trai là chạy vào nhà xe trước đã. Từ quay lại cam vài viên. Hình như là biết ngay nó chạy nhân thủ cơ hội nó đẩy vào. Đây là chạy ngay gốc cây này. Lâu trai nhá. Này ý giời. đau liền. Thôi cho anh trai quay máu đi. Mình sẽ lên cái nóc nhà xe này chúng ta chơi chiến thuật cuốn máu anh em.
lâu lâu chấp địch nhẹ nhàng tí, với lại là mình cũng muốn lấy top 1 nhẹ nhàng. Chúng ta không lên dùng bạo lực, dùng súng sấy mà không được. Anh cha cũng biết mình lên trên mái nhà mà. Ui ui ui, làm cầm gì? Tưởng cầm phóng lựu cơ, không ngờ cầm cầm nỏ ạ. Ấy à. Thanh niên cầm cầm nỏ tính cái thịt mình mà. Tử vong 8 giây này. Giờ để mình làm mất mẹ nhẹ tí máu đã, để chúng ta có thể cuốn máu dễ hơn. Ok này. Mấy mất máu vậy hợp lý, bữa 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 trước mình làm cho quả quang lựu để cho mất tí máu, tí thì đi luôn đấy. Vãi thật. Bây giờ chờ cái bo thu thôi. À đâu, cái bo đang thu này mời. Như nó thu. Từ từ nha, mình cảm giác hổ nha. Nó thu về góc bên đây này. Đặt của kem ngay đây là hợp lý. Chờ bo thu. Quay tay là được rồi đấy. Mình sẽ quay tay một bình máu này với thêm bình nữa rồi cho chúng ta đặt lửa trại nhá. Mình sẽ không quay tay ba bình như mấy lần trước đâu. Giờ chúng ta rút kinh nghiệm rồi. Hey. Top 1 chắc rồi game ơi, chứ còn gì nữa. Anh trai dưới trông kìa cái kè kìa, bất lực kìa. Không có bom keo này gì hết, bất lực. thanh niên kìa, bất lực trong tuyệt vọng đây game ơi. Sao top 1 nhẹ nhàng liền, không bạo lực liền. Thì thôi, chắc là video này của mình cũng xin các ta thôi. Anh em xem video này của mình thì quên để lại một like, share vào phía dưới. Và nhớ lại đăng ký kênh và bật chuông em nhá. Nhớ đấy.